Rồi xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay là em làm một cái clip thông báo hàng về tiếp tục. Cũng như ngày hôm qua thì em đã nói là hôm nay là Boss 301 CD 3 đầu 3 về phục vụ anh em và các bác chơi Tết. Nhưng mà các bác đã đặt trước rất nhiều. Thì hôm nay là em tiếp tục em về được hai đôi 301 CD 3 vàng đẹp keng này. Một đôi là của bác khách ở Long An, một đôi là của bác khách ở Hoài Đức, Hà Nội này. Một đôi 303 ba đen là 301 CD 3 đen, màu đen. À, đôi này là của bác Ứng Hoài ở Hà Nội luôn nè. Đó, ba đôi CD3 hôm nay về coi như là đứt à, anh em nhé. À, và còn tiếp tục là đây là một đôi 6.2. Dòng này thì nó to thùng vàng anh em nhé. Con này là thùng vàng nè. À, đây để em khui ra cho anh em. Con này rất đẹp nha. Con này rất đẹp nha anh em nhé. 6.2, dòng này thùng to hơn CD3. Khui liền cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Thùng đen để nằm ngang hoặc là đứng tùy anh em chọn lựa nhé. Đó anh em thấy không, 6.2 nè, màu vàng nha anh em nhé. Nó rất đẹp, để em khui cái cây căng này, nó cứng lắm nha. Cây căng rin, lưới rin đấy anh em thấy không, gân rin xanh mướt luôn đó, một cặp gân rin xanh mướt luôn. Cái cọc nó dính đây nè, chứ không phải mất anh em nhé. Đầy đủ hết, lo đẹp keng mà nguyên bãi mới về luôn đấy, ba bốn cặp. Và còn ở trên nữa, ở trên em về hai món em lên quay luôn cho anh em lượt luôn. Anh em thấy không? Gân zin hai tép, một bát 20. À, nghe nhạc hát hò karaoke rất là tuyệt. 6.2 series. 6.2 này màu vàng, con này thì có mức giá là 9 triệu đồng nhá, 9 triệu đồng. Đó, 6.2 series 2 9 triệu nha, đẹp keng. Đó, còn ba đôi 301 series 3 là coi như là xong. Rồi. Đó, ở đây có còn một đôi 6.2 thôi, 9 triệu nha. Tuyệt, đẹp keng luôn. Đấy, nào đẹp có đẹp, chưa vệ sinh bụi bặm thiếu thôi, này vệ sinh lên là giao cho anh em ngay nhá. Rồi em mời anh em lên phía trước tiếp tục nha. Rồi tiếp tục hôm nay là về để thêm được một đôi 501 series 4 đẹp keng nguyên zin chưa giật căng. Và đôi này thì cũng có bác chủ ở Ninh Bình đã đặt trước luôn, thì hôm nay em lại về tiếp tục phục vụ anh em các bác. Tết này thì các bác chơi bô rất là nhiều, bởi vì em về bô và bác thấy không, em về bô rất là nhiều luôn để phục vụ anh em các bác chơi. Nhưng mà về đôi nào là các bác đặt trước em phải giao nhá. À, đây là một cái thông báo hàng về để cho anh em xem nhé, chứ không phải là không có hàng thì có, nhưng mà các bác khách đặt không đó khui luôn. À, anh em thấy nè, lo là đẹp keng, không có tân trang tốt tít luôn, nguyên zin chưa giật gân luôn nhé. Đôi này là của bác khách ở Ninh Bình này đó, thẳng tắp thẳng lì, đây cũng vậy nè. Căng nó đẹp mơ không rách luôn, rất đẹp nha. Đó, các khách vào nhận hàng giúp em nha, mấy đôi về đó đây nha. Đó, rồi tiếp tục một cái sản phẩm nữa. À, hôm nay em về được con đôi loài lời của AR đây, S40IS này, con đôi nha. Con này 4 triệu anh em nha, con đôi lâu lọt kẻ vô, con đôi 4 triệu ha. Rồi còn một sản phẩm cực kỳ khủng long và gấu hoài anh em luôn. Hả? Đây là con Omly Max sinh tốc MA12000, một con Omly đầu gấu và mới nhất hiện nay và được sản xuất tháng 12 năm 2020. Thì hôm nay nó mới về Việt Nam, tầm được khoảng 5 con. Ha, thì em đang sở hữu, không biết một trong 5 con này là em đang sở hữu một con đây. Và giá tại công ty là 389.850.000 cho một con Omly. Và giá tại shop em thì tốt hơn rất nhiều, trên 300 chút xíu thôi. Rất là nhẹ nhàng cho anh em chơi, bảo hành 2 năm chính hãng. À, một con Omly. Anh em nhanh tay, chỉ có một con để anh em chơi Tết thôi nha. Max stock MA12000. Có một con duy nhất khủng long, siêu khủng long về. Đấy. Và tối nay thì em sẽ khui ra và giới thiệu chi tiết anh em nha. Rồi. À, tới đây thì em xin kết thúc anh em nha. Và anh em nào có nhu cầu sản phẩm còn lại thì hãy liên hệ ngay cho em để chọn cho mình những sản phẩm yêu thích nhất. Và giá trên clip là đã bao ship cho anh em nếu anh em chuyển khoản đủ nha. Anh em nào ship cọt thì lưu ý chuyển trước giúp em 20%. Và đôi 501 series 4, những cái đôi đẹp keng chưa được căng như thế này và đẹp cực kỳ như thế này là giá là 19 triệu 500 anh em nha. 19 triệu 500 một đôi. Không có hàng đâu, hàng lên dữ lắm luôn. Đặc biệt Tết năm nào cũng vậy, giá qua Tết giá nó bình ổn lại chút xíu và Tết nó là những cái đôi hot này nó lại tăng. À, đặc biệt là 501 series 4 và 601 series 2. À, rồi xin cảm ơn em.